Thưa quý vị, học sinh, học viên lớp 1, lớp 8 và lớp 9 của thành phố Đà Nẵng sẽ đến trường học trực tiếp bắt đầu từ ngày 6 tháng 12 năm 2021. Đây là nội dung vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố thông báo. Theo đó, các trường tổ chức dạy học trực tiếp phải đảm bảo có yêu cầu theo các công văn quy định trước đó của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế. Đối với học sinh lớp 1, chỉ tổ chức dạy học một buổi một ngày, chưa tổ chức bán trú và dạy học hai buổi một ngày. Các trường chủ động thực hiện việc dạy học theo công văn số 3101 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức dạy học cấp tiểu học khi học sinh đến trường học trực tiếp. Trước đó, học sinh trung học phổ thông của thành phố đã trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài nghỉ học để phòng chống dịch. Ngành y tế Đà Nẵng đã triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh các khối từ lớp 7 đến lớp 12.